Tiếp tục những chuỗi video về ngành hàng hải, mình sẽ làm tập video giới thiệu một số tài liệu có thể tham khảo trong ngành hàng hải. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn đó là cuốn FCCW 2010, cuốn Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên. Thêm một tài liệu nữa là cuốn MLC 2006, đây là Công ước Lao động Hàng hải 2006. Trong đây sẽ được quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của thuyền viên cũng như là các chế độ của thuyền viên. Tiếp theo là cuốn SOLAS, đây cũng là một bản nguyên tiếng Anh. Đây là Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển. Tiếp theo là cuốn MARPOL, cũng là một bản full tiếng Anh. Công ước Quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra. Bộ luật ISPS Code, bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng. Người ta hay ví là tứ trụ của ngành hàng hải là FCCW, MLC, SOLAS và MARPOL. Là cuốn từ điển hàng hải do thầy Đỗ Thái Bình biên soạn. Đây là bản được tái bản lần thứ 3 rồi. Cuốn này dài đến 990 trang. Trong từ điển hàng hải thì trang đầu tiên chúng ta dựa vào sẽ thấy là National Flag, tức là các quốc tịch mang cờ. Những trang tiếp theo là được phân theo chữ cái ABC để mình thuận tiện trong quá trình mà tra cứu. Mình ví dụ từ Bridge, các bạn hiểu là cây cầu, nhưng mà trong thuật ngữ hàng hải thì được giải đáp là buồng chỉ huy, cabin, thượng tầng giữa. Cuốn này giúp ích cho mình rất là nhiều trong quá trình mình làm việc. Ngoài ra mình sẽ tham khảo thêm hai quyển sổ tay hàng hải 1 và sổ tay hàng hải 2 của thầy Tiếu Văn Kinh. Hai quyển sổ tay này có thể nói là nó khái quát toàn bộ về ngành hàng hải luôn. Mình có những cái thắc mắc hay là vấn đề gì thì mình thường tra vào đây. Bởi vì một số thông tin là trên mạng mình sẽ tìm nó không có, nhưng trong sổ tay lại giải đáp rất là chi tiết. Về ngành hàng hải sẽ rất là nhiều công ước và bộ luật được áp dụng vào. Hôm nay mình chỉ giới thiệu đối với các bạn một số công ước, bộ luật cơ bản các bạn cần nắm và sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà tìm hiểu về ngành hàng hải. Những tài liệu mà mình giới thiệu hôm nay có thể tra trực tiếp trên mạng rồi tải bản mềm về để tham khảo thêm. Riêng đối với quyển từ điển tiếng Anh hàng hải thì mình thấy trên mạng chưa có phổ biến lắm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Thân ái chào các bạn.